Bom xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Minh quê tôi nha. Chào cả nhà. Thì hiện tại sáng hôm nay gia đình mình có cái công việc cũng nho nhỏ. Thì sáng hôm nay có đi chợ mua, bữa nay chưa lớn lắm, đi mua một ít thịt. Thì để xào mắm ruốc trả đơn cho ông bà cô chú nha. Thì trước mắt thì mình sẽ làm một ít. Hiện tại thì cũng có nhận một cái đơn hàng rất là lớn luôn. Nhưng mà hôm nay thì sẽ làm trước một cái mẻ vừa vừa để trả đơn lẻ trước. Rồi sau đó sẽ làm một cái đợt nhiều để trả cái đơn hàng lớn. Sáng nay thì ông với Nga đi chợ mua thịt xong về chế với Nga đã sắt. Rồi sớm giờ cũng được một gỗ rồi. Sáng mua thì 5kg thịt mình làm trước. Trước là mới cũng làm thêm mẻ nữa mới đủ chứ làm bữa một tết không nổi. Nhiều quá làm dạ. Không nổi. Chứ là sáng đi chợ sớm nào cũng lựa được có mớ thịt ngon à. Hết rồi. Nói chung thì chắc cũng làm một lượt một chắc cũng không đủ thịt đâu. Tại mình lựa thịt lại trừ khi mình dặn, mà dặn trước thì ta chừa nhiều khi lộn thịt này thịt kia vô nữa, mình ra mua bất ngờ vậy đó. Đừng dặn. Cái đơn này một lần này mà mình chắc theo bình thường mình bán chắc cả năm mới được cái đơn đó, không biết đủ không. Cái đơn này là đơn khủng luôn đó nha. Vậy đó là mừng quá trời luôn ha. Chứ không thôi để mình bán lẻ là biết ngày nào mới được nhiêu đây. Như bán lẻ thì ngày cũng được hũ hay hũ thôi chứ đâu có nhiều dữ đâu. Thì cái đơn hàng đó cũng xin giới thiệu cả nhà, thì được chị Kim Loan mua 100 hũ thịt xào mắm ruốc để gửi cho bà con ở trên An Giang. Thì chị cũng là nhắn thì cũng gờ ủng hộ hai vợ chồng kiếm tiền mua sữa tả trước. Hôm nay thì mình làm vài ký nè để trả đơn, mấy nay cũng nhận được mấy hũ nữa thì mình làm trước. Trong cái ngày mai, ngày mốt mình làm tới hoài vậy đó. Ngày mình làm vài ký cho đủ. Tại cũng còn tới hình như 5 ngày, 6 ngày gì nữa mới giao cho chị. Thịt được cô chú anh chị gì ủng hộ cho gia đình mình, bán cái gì ủng hộ được cái mấy cái mình mừng quá trời mừng luôn. Mình kiếm thêm thu nhập nữa. Nói chung thì gia đình cũng biết là cái món này á thì bán nói chung là cũng ít người ăn người không thì bán cũng không có được nhiều lắm, nhưng mà thì cũng nói chung bán thì cũng có món này món kia, mình gom đơn đủ vài ký cái mình làm gửi cho bà cô chú. Còn mắm tép á thì cũng thấy có một vài cô chú nói nếu mà có làm mắm tép thì ông bà cô chú sẽ ủng hộ với khô cà phê rồi đó. Thì khi nào có làm thì bọn sẽ giới thiệu lên trên đây. Tại tép thì tháng này ở dưới đây cũng ít đó, cũng hiếm. Tôm thẻ thì giờ này qua mùa. Trời mà tháng 2 tháng nữa là tép đặt dưới sông á. Thiên nhiên á, cái mình mặn cũng ngon ha. Tép thiên nhiên với mình làm tôm thẻ cũng ngon. Tôm thẻ thì nó mắc hơn xíu nhưng mà nó ngon. Chứ mà nhỏ quá thì cũng ngon của nhà, chứ nhỏ quá người ta cũng không có đặt bán nữa. Nhà cái mình đặt nhỏ mình ép thì mình lấy, chứ của người ta đợi tới lớn lớn người ta mới mua. Nói chung thì mình ưu tiên những cái món mình làm mà nhà mình bán gửi cho bà cô chú thì nó ít nhưng mà nó sẽ đạt chất lượng hơn. Còn như mình mua lại thì cái nào uy tín thì mình sẽ lấy lại mình bán, còn mà mình coi cũng không được thì thôi mình không có lấy luôn. Cô Hổm nhận cái đơn này là mừng dữ lắm luôn nè. Mới sáng sớm chị nhắn. Mới sáng sớm nghe tin là mừng dữ lắm. Mới có 5 giờ mấy Nga còn ngủ. Tưởng đâu là giỡn luôn. Nga còn ngủ chạy xiết vô cho hay. Tưởng anh giỡn không á. Tưởng giỡn rồi. Nghe 100 hũ là bây giờ tưởng đâu giỡn không à. Tại hồi đó giờ đâu có nghĩ rồi ai đặt nhiều như thế. 50 hũ rồi ha. Cô chú anh chị mà ủng hộ được vậy là quá quý luôn à. Quá mừng luôn. Lần đầu tiên trong đời. Mình mừng cái gì mình bán mà có người ủng hộ được nhiều dạ. Cái mình mừng quá trời mừng luôn. Mà cái đơn này là đó giờ luôn mà mới thấy cái nhận cái đơn này là nhiều dữ luôn á. Một người mà. Ừ. Nga còn kiểu như ngơ ngác, chưa có biết là sự thật. Tắt đi. Tắt rồi, tắt cầu dao này rồi. Có thể chỉnh, tắt chỉnh. Tắt rồi chỉnh. Tiên chỉnh cầu dao này tắt rồi đó, không có dính nữa đó. Thì bên cạnh làm cái món thịt xào hôm nay thì có
sáng đi mua thịt á, thì cũng thấy cái sò đầu ngon quá nên cũng mua cái sò đầu nguyên cái đầu luôn để về mình nấu cháo. Mình cho ít muối với ít nó không có dính điện á chú. Cúp cầu dao rồi nó đâu còn dính. Mở cười không? Mở khóc á. Mở khóc chứ không cười. Mở cười sợ gì. Cho gừng với củ hành vô mình trụng thịt luôn. Thì do ông mua nguyên cái sò đầu của cả nhà nên sẽ có lưỡi rồi đầy đủ hết, nhưng mà có cái ốc thì để riêng chưng cho vợ ăn. Anh biết trên sò đầu này nga phái gì nè? Phái gì? Dưới cái lưỡi ở trên cái hàm á. Căng căng á. Nguyên cái lưỡi luôn nè. Lưỡi luôn. Con thấy có cái lưỡi nhiều, cái mua thêm có hai cái đầu cuốn họng á, không có mua cái phổi nhưng mà mình mua cái đầu cuốn họng á mẹ. Ngon. Ngon nè, cái đầu này cũng ngon quá nè. Cái đó là mình trụng lại hết với miếng gan nè, miếng gan nhỏ nhỏ với chùm phèo là đủ rồi ha. Như đó là tương đối à. Lát mình vớt thịt ra mình cho bỏ cho gan vô mình luộc sao để thôi nó đen. Gan nó bị ra màu ha. Ra màu đen. Rồi mày cháo luôn, méo chảo. Méo chảo luôn rồi nè. Méo chảo. Chảo mỏng. Không, tại có cái ống thôi để vô. Cho sôi tí xíu cái mình vớt ra. Sáng nay thì đi kiếm xả nè, rồi chế với Nga đi xắt thịt. Xong một công đoạn, xong còn cái này này. Còn với anh hai đi kiếm xả, xả xong về chút xíu mình còn xắt xả nữa. Công đoạn bầm xả xong tới xả nè. Cái này là mình bầm nhà không luôn á. Làm nhà. Này mình làm thủ công hết luôn. Thủ công mà bữa làm có 5 kg xắt biết lâu. Sáng mai chắc mình phải làm cũng cả 5 kg nữa. Rồi ngày mốt mình làm tiếp, mình làm dần. Tại còn có mấy ngày nữa. Em sợ không kịp á. Tranh thủ mới được. Bữa nào có nhiều thì mình làm nhóng nhóng lên xíu cũng được. Mà làm cả 5 kg thì anh thấy làm nó ba game đó. Làm nhiều quá ăn lượt một không chất lượng. Mình thấy làm đúng vậy là được đó. Đủ một mà mẻ mình sao á. Với thêm em có một người anh á, anh Đặt nói làm cái phần của anh nhiều nhiều mỡ anh xíu. Cái này cũng lộn thì sợ, nói chung làm sợ. Có cái phần nào nhiều mỡ mình để sẽ cho vô. Kho thịt mắm rút này mỡ ngon á, có ba loại mỡ này kia ngon á. Thịt không là nó bị cứng. Với ở đây mình làm cũng đỡ cái mình kiếm công làm lợi, ví dụ mà xả mình trồng nhà được nữa nè. Dạ. Ngon, nó tươi ngon của mình, không có mua qua giai đoạn xả nè. Chứ không thôi mua cái gì cũng mua hết trơn là xả mới nhổ là thơm với trời. Mới nhổ chứ mình bằm nhà nó thơm hơn là mình xây á chứ. Xây ngoài chợ nó không hơn bằng. Lắc thì hôm bằng. Trước mình cũng được mình có đăng lên đó, cái cũng được nhiều cô chú anh chị góp ý về cái phần mình làm á, thì hôm nay mình sẽ làm cái kiểu đầy đủ hơn. Hôm nay mình có lựa cái loại mắm ruốc ngon nữa. Thôi, mình cho thịt vô mình nấu cho mềm. Thôi cho thịt vô mình xào cho nó xong nó mới ngọt lại. Quá trời cái chảo này dữ lắm. Chảo lá sen á. Chảo lá sen. Chảo này mà đát sao hay xài á. Này như đám. Giống rồi, ta thấy chảo thịt ta thấy giống rồi. Bên đây cũng đầy son luôn rồi. Đầy son luôn. Mấy cái này vậy mà ăn ngon hết biết rồi nè. Sực sực sực. Đó, cái là món khoai khẩu của nhà đó. Vậy đó hả? Nó giòn sực sực đó hả? Gần. Vậy nãy nó nói mẹ tính đâu cái gì chứ. Nó chỉ nói đó. Cho mấy cục quyết vô luôn. Lát mình vớt ra. Nó tính chín rồi mình vớt ra. Gần. Này đầy luôn à. Xây nồi luôn. Sẵn tiện mình làm bữa ăn sáng hôm nay thì làm cái công đoạn xào mắm ruốc luôn. Xào mình để chút cho nó ra mỡ bớt. Cho nó săn nó thịt đi. Thì bữa trước anh cũng thấy cô chú bình luận đồ có nói là mấy cái cách mà làm thịt xào mắm ruốc á. Nó săn gì đây nó ngon nè, nó săn gì đây ngon nè, mẹ cũng như cái mình thắng muối quẹt vậy đó, mình thắng muối quẹt. Còn cái phần mắm ruốc thì bữa nay mua loại mắm ruốc này cũng không có cát nhưng mà mình cũng sẽ lượt luôn.
Tại mình kỹ thì mình lượt thôi chứ mắm guốc này không có cát mình để vô trực tiếp cũng được. Tại trên nhà vợ cũng có ăn rồi, mẹ Vĩnh cũng mẹ có bán. Ăn rồi. Mắm guốc là mẹ bán. Mẹ bán á, rồi mẹ mua lại giùm cho hai vợ chồng. Không có cát. Lên chuột luôn á. Chảo này họ không biết có, nó có teo nữa không nè chứ. Teo chắc. Dễ gì mà không teo được. Thấy nó 5 kg chắc ra chắc gì đủ rồi 5 kg đó. Ừ. Chứ hồi nãy mình mua là nó có dính miếng sườn, mắt lóc sườn lại. Lóc cái sườn nữa. Tại sườn lóc ra thì kiểu như lỗ. Lấy cái bỏ cho dính. Cháo này bự nó cũng dính. Làm này chắc cũng tới chiều phải không? Tới chiều à. Xả mai làm xả nó nóng lên là cũng lẹ. Cái chảo bự nhà mới này nó cũng chưa nóng hung nè. Tội với ớt nãy giờ cũng mầm rồi hả? Xong hết rồi đó. Giờ còn xả nữa ha. Em lấy cái mắm guốc ra mình giới thiệu một xíu em. Cái này dính nguyên lớp nè. Còn nguyên lớp hết cái dao cui. Vô nguyên lóc gì là bốn ho bốn cục cái này xanh chưa nữa cái rổ này có thương hiệu đàng hoàng nha. Này là mắm guốc pha sẵn cao cấp Kim Ngân, loại này thì trên mẹ hay mua bán bún riêu nè. Bởi vậy mẹ ăn rồi thấy ngon, to cũng ngon, thơm. Cục gì là nửa ký, thơm quá. À? Ủa mùi này thơm quá, dễ chịu nha. Đó. Nói chung để gửi tới tay ông bà cô chú đi, cho ông bà cô chú nhận xét cũng dễ hơn. Còn mình nhận xét thì mình thì theo ngon theo mình thôi. Để mình giao đi rồi ăn ngon dở là mình mà có tin là mình. Ông bà cô chú có nhận được thì ăn có gì đóng góp ý kiến giùm cho gia đình. Có ngon hay mặn lạc gì đó. Có dở thì cũng nói đặng cho biết sửa lại. Còn ngon thì khen cho mừng. Vì cũng phải có đóng góp ý kiến rồi mới... mấy cho tốt đẹp được. Mình cái gì cũng dĩ trơn mà ăn mà ông bà cô chú mà khen ngon là thấy mừng chung lần mình. Chê cái thấy mình cũng chê mình cũng sửa lại. Đặng biết. Chê thấy buồn ấy. Cũng buồn mà cũng phải đặng mình biết được mình sửa. Sai mình phải sửa sai chứ. Chứ đâu phải ai mà trên đời mà Hà là nói cho mình biết chứ để im rồi mình không biết hết. Chứ thì nói thẳng là như thiếu cái này thiếu kia cái mình cho vô thêm cho nó ngon hơn. Để mình không biết làm mình làm chứ đâu phải mình nói mình ngon là người khác ngon đâu. Tại vì cái này cũng tùy cấu vị của mỗi người nữa. Như gia đình mình ăn thấy hợp thấy vừa mà ông bà cô chú ăn thấy hiếu hay lạc hay là mặn gì đó cái mình phải nêm thế nếm đi vô thêm. Rồi cho vô đi để thịt vô. Cái chảo bữa nay hơi bự thì để anh bồn vô làm mới nổi. Chứ sao không nổi cái chảo này đổ mồ hôi á. Cái gì chứ 5kg thịt là cũng nhiều lắm á. Nãy giờ xả thì không lâu nên mình thử trước rồi cho nó vàng. Thịt thì hồi nãy mình cũng xào xăng rồi mình đổ ra ngoài gỗ cho nó gáo. Xong rồi mình mới phi xả tỏi ớt cho nó hơm mới đổ thịt vô. Mình làm bán thì mình sẽ làm rất là kỹ từng công đoạn luôn. Quá ngon. Làm này xả tỏi ớt nhiều nó mới ngon. Cho cay cay nữa. Rồi đó mình cho mắm guốc luôn cũng được luôn đó anh. Để sợ ăn dính dính. Chảo này lên chuột luôn nha. Cái này phải như xào kẹo hồi xưa kẹo chuối á. Rồi là xào là hơi là bỏi tay luôn. Cái đó chắc hai ba ngừ á, hai phiên nhau á. Lúc đầu còn đỡ, lúc sau nó gần được á là ngồi xào lâu lắm. Rồi. Anh bưng cái này bữa nay cái chảo này ba ngừ làm luôn à. Cái nào cũng siêu to ấy. Mình sẽ lượt mắm guốc vô. Mắm guốc nãy mình nãy với nước rồi. Này nó sôi ra gai là gai rồi. Giờ đổi tay mới được. Này tới bước nãy nhẹ rồi. Thơm quá. Em cho đường vô nha. Ở đây mình cho từ từ để mình rồi mình nêm lại. Đây em cho vô chút một tí đường.
tại cái mắm cốt này nó mặn nên mình phải nêm cũng hơi cá cá đường nên nó cực ngọt quá. Cái bếp này nóng dữ luôn á. Người làm ai chạy qua chạy lại cũng nổi chứ, quá trời nó bay cái mùi mà. Vừa đầy cái chảo luôn nha cả nhà. Tại hôm trước mình làm ở nhà ăn mình mới cho hành, còn mình làm ở đây thì bán không có cho hành. Mình làm ở nhà mình cho hành vô cho nó có màu mè cho nó đẹp chứ đó. Cái mắm ruốc này về cô chú để vô tủ lạnh ngăn mát đó, mình ăn có thể ăn chung với cốc hay là xài non á, ngon lắm. Cho gạo vô. Một gạo này rời quá nữa. Rồi. Gạo cũ mình. Mình cũng đâu rời đó à. Cái này cũng chắc cũng mềm nè ha. Mấy cái má đang hồi chắc chín cháo mà mình phải cho ra luôn nè. Cho nó mềm dữ đi. Nó mới ra hết hả cái trong cái xương. Để em thôi nó còn. Chút chút cái nọc. Nêm luôn. Nêm xương rồi ít đi. Rồi ít thật nêm. Ủa, trời mưa trời. Chưa đâu. Mới gầm mà giá trời cho mưa đi. Mấy ngày nay giá hoài mà không mưa nổi. Đang nắng mà gầm. Cho ít bột ngọt luôn. Quá hơn rồi. Rồi thêm miếng muối. Giật lên khúc rồi đó em. Thôi nè. Thôi hỏi cái nó kẹo lên. Cũng gần được rồi ha. Một cháo này thì nãy quyết rồi mình vớt ra trước rồi. Đang mình sắt. Nhà mình đang ngược là có thử chưa, có thử dừa chưa? Không muốn không? Nãy em thử dừa đó, được rồi đó. Dắt chưa đi ăn cháo. Mình bằng lên xăng xăng hồi là tới chưa nấu nồi được. Cháo nó dễ hơn. Bữa nay làm bánh cuốn nó lâu lâu nè. Nấu cơm nó lâu. Cơm đoạn làm hơi lâu. Hấp cháo thì cho nó khỏe. Mần mệt hấp cháo cho nó khỏe. Nhà mình mới cưa cây nặng bởi vì nhìn sáng sủa rồi. Sáng chấm nắng luôn á. Nắng mà mốt dòng là nha. Vô trời đó nha. Kiếm cây nào khác trồng gần đó liền. Đang phơi mới nắng. Cưa cho chóng giờ trồng lại. Cái cây mận đó nó bự quá rồi trái nó bị sâu không à. Mình không có xịt thuốc được rồi. Cao quá. Trồng lại mấy cây ổi rồi cây này cây kia nhỏ nhỏ. Sâu bự, mầm con sâu nó bò trà bá lửa. Chứ để bự quá cũng mang không được rồi mất công nó dọn mà cái trái của nó rụng thôi cũng mệt nữa. Cũng nhớ chứ giờ người ta trồng mận kia người ta bịch được ha, còn mình trồng mình không có bịch được. Nó mua cây mận ăn khước hay gì đó về trồng mà quên mất tiêu ta để đi về bữa nhiên mận cũng mận ăn khước cục cục mận trái bự á, trái bự màu đỏ cục cục vậy đó cái đặng mình thấp á cái mình dễ chùm nữa để gì cao quá chùm để đằng sau mua cây thêm cây mận tốt quá. Cũ bự luôn. Thấy người ta chồng thấy ham cái gì. Mẹ tôi lấy người chồng đó. Còn mình chồng không gà sao chứ. Chết cũng chết. Tại mình bị mấy con dịch á. Cái tháng mưa này sao á. Nó dập hết trơn phải có đồ mình che lên trên nha. Này cũng cuốn họng nè. Lưỡi nè. Chế chùm mèo. Chế gan như thế nha. Cũng đầy đủ nữa chứ. Đầy đủ cháo lòng. Nấu cháo lòng má heo. Đó, một cái lưỡi là mình cho cháo là mình ăn được. Có cái lưỡi không mà như đó đó. Cái cuốn ăn đi rồi cho cái kia nó sôi nhỏ nhỏ đi view đi. Cái đó mình cũng phải để tới chiều mới vô keo được. Cho nó nguội đi nguội. Sắc nhìn dữ vậy. Chú Tâm. Vào bén. Cuốn họng ngon quá. Cháo giật hết nữa mà còn. Dạ. Chuẩn bị mình chắc múc ra cái chảo không em? Múc ra chảo hả? Ủa dạ. Lẩu cái gì? Lẩu hả? Dạ à. Mình ăn cái chảo mình để nó cho nóng rồi mình ăn nhúng rau ăn mà. Vậy chén khỏi tô hả? Chân chén á. Sao mẹ sợ lơ vô chảo hả? Sợ lên nguội rồi nhúng rau không chín. Cái nhà nó nhỏ không hay là cái nhà? Xuống đây được rồi. Ê, đó, rau múc, rau nhúng trong đó.
Trưa hôm nay thì gia đình có nấu nồi cháo lòng má heo. Xin mời cả nhà dùng chung gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà dùng cháo. Mời cả nhà dùng cháo. Mời cả nhà dùng cháo luôn. Mốt ngoài cho nó nguội. Chú Út xuống tiếp cắt mấy cái cây. Nóng rồi đó cha. Múc đi, múc đi. Nóng. Gió rồi nè. Để nóng quá. Chú Hoàng ra không? Đây chú Hoàng chú đây. Nhúng đi anh hai. Bỏ vô một cái miếng đi cho nó. Bỏ vô cái miếng đi cũng được. Tại nó không chín. Đúng rồi luôn. Ừ. Sống ngon. Chắc hết ra. Nó cũng được. Gió mà tự nhiên. Cái cho lớn lớn. Rồi được tự nhiên được. Chứ sợ nó dính đít. Má heo này các gọi em khỉa ra em để lên. Nha. Để lấy cái dao. Cái dao. Thảo ra với cái mình để vô trong nồi nữa nè. Nãy em quên nhiêu được. Bỏ vô trong chén còn sống sống luôn không? Chứ đi chứ luôn chứ. Chứ đi. Cái đi đói bụng này mà nghe chén gì. Rồi lại lại nữa. Nhân hồi ai cũng ngồi nhìn luôn. Heo này cũng không? Thử ra tay mới được. Chứ để là còn nguyên luôn. Nóng quá không nổi. Bà căng nha. Như cái mày. Dữ nghiệm. Hết hồn chết luôn. Ăn đi coi cảm giác cay cỡ nào. Này thì mình cộng lại đi. Nó bể nhiều đó nó bể. Mà cái má này nó rẻ ha. Nãy giờ làm gì mà nó cũng có ấy. Mà có mấy cục kia gì mà gã chứ. Hỉnh thì kéo kiếm con tỉa cho bỏ mấy cái nhánh già rồi mấy cái non mới ra lại. Trên đây ngập nước không gãy héo héo rồi. Vài bữa được ăn được sao? Đợt này bớt rồi. Ăn cho cỡ ba đợt à tiêu à. Chắc qua tết. Rất hiểm á. Chứ cần biết đem lên làm gỗ gỗ này. Đem lên gần tô nè. Bé là người xây. Một cây à. Ừ. Một cây đó. Nóng mới được. Thì á, còn nít leo lên chảnh giãn được mà. Bắt con phi vậy. Bắt con phi té ghế giò. Gỡ tắt nó. Gió quá đi. Gió quá, cái gió bự quá thì nó bự quá sẽ dính đít. Đó má giá mình cho đóng sống vậy đó ngon. Vừa giòn. Ê mà cha, bữa nay đám mây tốt quá cha. Quá. Em miếng giá nhúng. Hôm nay cỡ nào mưa. Để cái cho lúa nó tốt nhà. Mát lúa cái mới được. Quá trời mấy cái này. Mấy ngày nữa đi phân được rồi mà nắng ngoài. Em cho mình cho nó ăn miếng sức. Sau mấy ngày nữa là đi phân được. Bây giờ cũng 10. Thành đi rút. Trời nó nóng nóng rồi nè. Chuyển quá trời chuyển rồi giá làm đám. Đen hết trơn rồi kìa. Làm dưới con là chắc chắc lại mưa đó. Ở dưới chuyển mình chuyển trước mà. Đúng. Ăn đi khỏi nóng nha. Tự nhiên nghe chú. Nhiên. Đừng mắc cỡ nghe, mắc cỡ đói lòng rồi đi. Chú mắc cỡ. Già rồi ha. Già rồi. Được hết chén rồi. Nhanh dữ ha. Cũng được quá. Dữ bún là ngon. Ngon. Đã nhắn trong đây à, nó giòn giòn nó ngon hơn cái để đó. Nó héo quá nó không ngon. Rồi má này cách này ngập nước rồi chết rồi mốt mốt được như. Béo hả? Tiền để đẩy lên. Cháo. Thôi chút nấu cháo ăn được không chút? Ngon không? Ăn cháo cho dễ nút. Vô đại cục bữa bự đi, nhiều mà. Còn bữa nay cái má nữa nè. Ăn đi cưa cây nãy giờ hư máy chạy đi vòng vòng nữa. Sáng mới cưa hai cây hư máy. Hư máy nó chạy đi vòng vòng được bội rồi. Chạy tới đâu sửa vô? Tới huyện mình rồi. Sao tới huyện luôn. Vô xã sửa không được đi ra tới thị trấn luôn. Chuyển viện à? Chuyển viện. Mà nhờ không nhập viện đỡ mà nhập viện đuổi. Nhập viện giờ đâu còn ở đây. Không. Ở ngoài với nó rồi. Chuyển viện luôn. Cái gà này ăn béo. Gà già.
mình lỡ gan có hộp hộp ăn nó thật sự. Quá đặc sản, mình để nước vô nhiêu nó cũng đập lên. Lửa nhỏ lên nữa. Chạy lửa nhỏ thì tắt luôn cũng được. Mà cho gan mà ớt thì cũng cay dữ à, nước uống nè, cháo gà mồ hôi nè, nhìn loại nữa, nhìn loại nước gà mồ hôi dữ luôn, cũng là từ ngoài nhá, trời mưa cái này trong đang tối lên nè, xuống màu liền, mừng quá mừng, cháo mưa cho mấy, tôi làm cái ào qua cũng liên quan gì ào qua là mỏng mưa thôi, không mưa, mưa này chắc mưa, nay nghỉ phơi khô rồi, không giờ lâu dữ, bữa nay mùng một rồi còn nữa. Mà ngộ nắng thì trong mưa, mưa thì trong nắng. Để chơi bữa nay mùng 3 tháng 10. Thì mình bằng ruộng mà mình bằng ruộng là vậy đó. Ở nắng thì làm không nổi. À, nắng quá. Là làm được. Ừ. Ở quê mình là vậy đó. Nắng quá cái mình trông cho mưa rồi mưa thì mình trông cho nắng. Chẳng muốn bằng ruộng được. Nó đây. Cái này là ở trên, còn cái này là dưới đây nè, ngăn dưới đây nó khác nè, nó có thủng. Nãy nó gớt ra một cái, anh có vớt gì trong dĩa đó. Gớt nó co lại. Đục đục nghe. Có biết ngâm rồi thấm. Lâu lắm mà mới ăn lại cho lòng. Làm mạnh mạnh nghe chú. No luôn nha. Còn đủ ăn cái này chứ. Trời dữ vậy sao. Còn dữ lắm mà. Nhà này làm gì cũng bị hổm lắm. Mà người cái hồi dậm dậm cho nó quá ít rồi. Ăn không có sức làm nha. Ủa tắt luôn hả? Tắt rồi. Này nó cũng nóng. Tắt rồi quá nóng. Chừng nào mình chấm dao cái mình cho vô nó. Nóng nóng dữ. Để nó lên quá. Giấu luôn. Để mấy lát gừng vô ấm bụng à. Mưa tới lạnh luôn cho ấm rồi. Lạnh ra cho nó ấm rồi. Thêm tô này lên. Chăm cái tô khác, chăm đi mình ra cái khác đi. Đặt quá trời nãy lửa rồi dặm mấy lần nước mà đặt quá. Hello coi cái nồi kia không rồi than trong đó không hay. Quá nóng. Nãy mẹ bắt chế ghim xuống mẹ múc ra nữa đó mà còn gì đó. Dạ. Mau lắm. Nãy lên bếp là con chăm miếng nước nữa đó mà nó đặt luôn nữa. Bị cái lò than này nè mình nấu lại tới càng sau rồi nó nóng dữ lắm luôn. Để rồi đi đó. Trời đặt no chỗ lông. Cháo mình đi mùa bánh rút luôn hả? Cháo bánh rút cái dưới được luôn hả? Kẹo rồi đó. Mà cháo này nó đặt vào thêm để mồi vô nữa. Ném xuất. Mà đậu cũng dễ ăn. Giấc này mua hết thấy được. Cái bông đèn nó chớm nó khác. Thế thôi. 11, 12 giờ trưa mà tối dữ. Tối liền chuyển chạy dữ. Ừ, chuyển rồi. Này cỡ nè, cỡ phải mưa chứ không thể nào mà chạy khỏi. Xe cắm giá đi. Vô đây cái miếng cháo vô thanh nó ngon hơn cái nắng vô. Đưa đưa đưa. Đưa đưa. Mưa thì đợi hết mưa hay gì? Mày móc đi, móc đi. Ăn cháo được quá. Làm đã nhiều nhiều đi. Nhấp thì nhấp thử đi. Cũng già quá nó tay chưa đợi. Ăn nguyên trái nó không có cây rồi, xây ra luôn.
thì một muỗng là biết nhiêu trái, mấy chục trái. Anh bốn ngàn. Đen hết trơn rồi. Đen dữ lắm, đen luôn á. Mình lên tơ mơ mình bị tạt nè nghe. Cưa mấy cây hết rồi. Đạt là bất thường chút rồi. Ăn xong do nhắn mấy cây rồi.